tư tưởng của ta chỉ xuất hiện khi đối diện ta có một tư tưởng khác, và tư tưởng của ta lúc bấy giờ là tư tưởng đi phụng sự tư tưởng khác. Và nếu trước mặt ta không có bất cứ một tư tưởng nào thì ta không có tư tưởng. Thưa cả nhà, các hạt giống mà trong tâm thức của chúng ta đang tồn tại, thì trong con người mình có 6 hạt giống căn bản. Hạt giống vật chất là thứ nhất. Hạt giống thứ hai là hạt giống của cảm xúc, tức là tham lam cảm xúc, thích được tôn vinh, thích được hơn người khác. Hạt giống thứ ba trong tâm thức là hạt giống của vòng sinh mạng. Họ thích được an toàn, thích được sống lâu. Rồi hạt giống thứ tư đó là hạt giống của trí tuệ. Hạt giống thứ năm là hạt giống của nghiệp lực, tức là muốn trao đi, muốn cho người khác. Và đến đỉnh cuối cùng đó là tâm không. Nó là tâm không. Vậy thì từ đó chúng ta mới giải thích về tâm không, hạnh tính không trong đạo Phật. Thường là tính không thì đối với vật chất, còn tâm không là nói về con người. Tâm tính mà, thì tâm không là nói về con người. Vậy thế nào là tâm không? Ví dụ chúng ta đi bắt đầu từ một khái niệm gọi là khái niệm giá trị. Thì tôi hỏi mọi người rằng cái kính này có thật giá trị không? Thì câu trả lời là kính này chỉ có giá trị với ông mắt viễn thị như tôi. Còn cái kính này có giá trị với cháu 3 tuổi không? Thì câu trả lời là không, đeo vào cháu mặt chết luôn. Thế cái kính này có giá trị với con chó không? Thì câu trả lời là có, vì nó làm đồ chơi nó nghịch. Cái kính này có giá trị với bà đồng nát không? Thì câu trả lời là có, bà ấy mua về nó sinh ra tiền. Vậy thì có nghĩa là nếu cái kính này nó đứng một mình và không xuất hiện một đối tượng nào ở xung quanh nó, thì cái kính nó đơn giản là cái kính, nó là một vật chất, mà do cái kính là do mình đặt tên mà thôi. Còn khi xuất hiện một tư tưởng ở quanh nó thì nó được gán cho một cái tên. Ví dụ người thì gán cho nó là cái kính. 3 tuổi mà nhìn thấy cái kính này thì không gọi là cái kính, mà có khi gọi là cái chóng mặt. Con chó thì gọi là khúc xương. Như vậy là khi mà xuất hiện một tư tưởng thì cái vật chất này mới được gán cho một cái tên và gán cho một công năng. Vậy thì vốn dĩ nó đứng im thì nó là tính không. Nhưng khi có tư tưởng xuất hiện thì bắt đầu tính có do con người gán cho nó. Đấy là gọi là tính không của vật chất. Nhưng ai sẽ nhìn thấy gì ạ? Cái tâm không. À, nhìn thấy tính không của vật chất là người phải là người tâm không. Với nhìn thấy tính không của vật chất. Vậy thế nào là tâm không của con người? Thì thưa cả nhà, nếu giống như kiểu Tuấn đang ngồi một mình và không có bất cứ ai xung quanh Tuấn, thì Tuấn đang sống trong hiện tại. Tư tưởng của Tuấn rảnh rang, Tuấn không phải nghĩ cái gì cả, mà Tuấn ngồi uống nước chè là mình biết mình uống nước chè. Mình ngồi mình đánh cờ là mình biết mình đánh cờ. Như vậy là tâm hồn của mình nó hoàn toàn rảnh rang và nó không có tư tưởng. Tư tưởng là tư tưởng không. Nhưng khi bắt đầu xuất hiện một người đối diện ta thì tư tưởng của ta mới xuất hiện. Và người đối diện đấy là tư tưởng ở vòng vật chất. Thì tư tưởng của ta làm thế nào giúp họ có vật chất? Thì bắt đầu xuất hiện tư tưởng của ta nhé. Khi họ là người ở vòng vật chất, họ xuất hiện, thì tư tưởng của ta mới có. Khi họ ở vòng cảm xúc, họ xuất hiện, thì tư tưởng của ta mới có. Là làm thế nào để tôn vinh họ, để giúp cho họ không tự ái.
nếu họ là vòng sinh mạng họ xuất hiện, thì tư tưởng của mình mới có là làm thế nào để cho họ cảm thấy bình yên và an toàn. Nếu một người trí tuệ xuất hiện trước ta, thì tư tưởng của ta mới có là làm thế nào để chia sẻ trí tuệ với họ. Nếu một người nghiệp lực xuất hiện trước ta, thì tư tưởng của ta mới có là ta cùng trao đổi với nhau về cách làm nghiệp lực tốt nhất. Như vậy, tư tưởng của ta chỉ xuất hiện khi đối diện ta có một tư tưởng khác, và tư tưởng của ta lúc bấy giờ là tư tưởng đi phụng sự tư tưởng khác. Và nếu trước mặt ta không có bất cứ một tư tưởng nào, thì ta không có tư tưởng. Vì vậy, Đức Phật có dạy, đến tận cùng của đỉnh cao tu đạo Phật chính là việc chúng ta không còn tư tưởng, mà tư tưởng của ta chính là đi phụng sự người đối diện. Nếu khi họ xuất hiện, họ là đối tượng nào thì ta sẽ phụng sự họ ở đối tượng đó. Nhưng để phụng sự được người ở vòng vật chất thì mình cũng phải hiểu nguyên lý vận động của vật chất. Nếu phụng sự ở vòng cảm xúc, họ ở vòng cảm xúc, thì ta phải là người biết nhẫn nhịn và tôn vinh cái đúng của người ta. Nếu biết phụng sự họ được vòng sinh mạng, thì ta cũng phải hiểu về cơ chế ăn uống, sinh hoạt và hoạt động của thân xác này. Nếu ta muốn phụng sự về trí tuệ đối với họ, thì ta phải là người trí tuệ. Nếu ta muốn phụng sự về nghiệp lực cho nó tốt, thì ta cũng phải là người sống nghiệp lực. Vậy tóm lại, mình chỉ có thì mình mới phụng sự được, không có lấy đâu mà phụng sự. Cho nên người tâm không chính là người đạt được cảnh giới vượt qua tất cả các tầng bậc vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ và nghiệp lực. Sau đó họ rơi vào một trạng thái ung dung và thong dong giữa dòng đời, tức nếu không có ai thì họ chính chỉ đơn giản là tâm không. Họ rảnh rang trong đầu và chẳng có tư tưởng quái gì cả. Nhưng khi xuất hiện một tư tưởng đối diện, thì tư tưởng của họ mới xuất hiện, đó là tư tưởng phục sự. Cho nên, người có tâm không là người lúc nào cũng thấy họ ung dung tự tại giữa dòng đời. Và tìm được một người ung dung tự tại giữa dòng đời khó hơn tìm một kẻ có nhiều tiền. Cho nên, tâm không chính là tâm không có tư tưởng, và chỉ xuất hiện tư tưởng phụng sự khi người đối diện mình xuất hiện. Và phụng sự ở vòng nào thì người đối diện ở vòng nào thì người ta sẽ phụng sự đúng thức ăn cho người đối diện ở vòng đó, giúp cho người ta chuyển hóa tâm thức. Như vậy đó chính là người tâm không. Rồi cảm ơn câu hỏi của Hà Nguyễn, một câu hỏi rất khó, nhưng nếu mọi người biết dùng thì đây là một câu hỏi cực hay, câu hỏi đỉnh cao nhất của đạo Phật.